Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài lớp 2. Lớp 2 nằm đâu nhỉ? Đây. Bài lớp 2 là các bạn tạo một cái layout thôi, nó chứa hai cái fragment. Fragment trên chứa một cái text view. Fragment dưới chứa một cái edit text với một cái button, hai fragment hai màu khác nhau. Rồi, yêu cầu bài toán là các bạn khi bạn gõ chữ ở dưới cái fragment ở phía dưới, các bạn nhấn submit, nhấn send thì cái chữ nó sẽ hiển thị phía trên này. Ok chưa? Nhá. Rồi, cách làm là mình sẽ tạo một cái activity. Trong activity mình sẽ chứa hai cái layout. Được không ạ? Hai cái frame layout. Đó, đặt hai cái tên khác nhau. Đúng không ạ? Đó, sau đấy thì các bạn để frame layout cũng được, mà fragment layout để fragment cũng được. Được chưa? Ok. Đó, thì các bạn sau đấy thì các bạn sẽ code thôi. Đấy, viết code ở đây và nó chuyển qua đây thôi. Và lưu ý nè, trong cái phần này á, các bạn sẽ có một cái phần gọi là các bạn từ cái fragment này sẽ gọi được cái fragment khác nhá. Gọi được cái fragment khác nè. Ok. Cách làm là đầu tiên các bạn sẽ new một cái activity. Cô đặt là bài 2. Activity đặt tên là empty activity, các bạn đặt là bài 2 activity ha. Rồi. Trong cái bài 2 này các bạn trong cái layout này nè, các bạn đặt cho cô một cái frame layout. Đây, các bạn để cho cô cái linear nhé. Đổi này thành linear nha. Rồi, để cái orientation nè, vertical. Rồi, các bạn đặt hai cái frame layout. Cái chiều ngang các bạn để match parent, chiều cao các bạn để wrap, để match parent luôn. Các bạn đừng quên để cái ID. Các bạn đặt cho cô là bài 2 frame 1. Các bạn để cái weight cho cô, layout weight để 1 cho cô. Rồi, ở đây các bạn copy, đặt cho cô là frame 2. Hai cái frame layout. Đấy, frame trên và frame dưới. Được chưa? Đấy. Ok. Rồi. Bây giờ nhiệm vụ các bạn sẽ phải tạo hai cái fragment để hiển thị ở hai cái frame này. Nhá. Cô sẽ phải tạo hai fragment. Cô sẽ new một cái Java class. Cô đặt tên là bài 2 fragment 1. Các bạn cũng extend cái fragment. Rồi. Rồi các bạn tạo cho nó một cái layout nhé các bạn. Click chuột phải này, các bạn new cho cô một cái layout resource file. Các bạn đặt tên là bài 2 ship gạch fragment 1. Ở đây các bạn để cho cô một cái text field. Ở đây các bạn để cho cô một cái text field. Nhớ là để orientation. Rồi để có một cái text view. Các
Các bạn để match parent, cái này các bạn để là wrap content. Các bạn để đỡ cái tag trước nha. Đặt là demo tag ha. Các bạn đừng quên đặt cho nó cái ID. Cái nào các bạn cần tác động đến thì các bạn đều phải đặt ID nhé. Như là tag view bài 2 fragment 1. Kia. Rồi, các bạn tạo nó một cái tag view. Các bạn căn giữa nó ha, tag align center. Đấy, phong tag size 30 SP. Đúng không? Ok. Rồi các bạn đừng quên đặt cái background ha. Android color để cái green. Ok. Rồi. Các bạn được cái layout, bây giờ các bạn add layout này vào fragment. Các bạn viết ở trong hàm on create view. Rồi các bạn return cái view. Và cái view này là gì? View này các bạn lấy nạp là view sẽ gắn bằng inflator.inflate. Các bạn nạp cái layout vào error.layout.by2fragment01.container.phone. Là xong, các bạn nạp xong cái view. Được chưa? Rồi, các bạn muốn gắn cái fragment này vào trong cái giao diện phía trên. Fragment 1 vào giao diện phía trên thì các bạn vào cái bài 2 activity. Các bạn gắn vào get gì đấy ạ? Support fragment manager chấm begin transaction chấm add. Add vào layout nào ạ? Error.id chấm bài 2 fragment 1 phẩy new bài 2 fragment 01 vào đây. Đừng quên commit nha các bạn. Xong. Được chưa? Rồi chạy thử này. Add trực tiếp vào thôi các bạn nhé. Chạy thử này. Các bạn chuyển cái gì đấy ạ? Chuyển bài 2 này cho chạy trước nha. Rồi các bạn cho chạy bài 2 trước xem cái fragment 1 đã hiển thị lên chưa nhé. Rồi mình sẽ làm tiếp fragment 2. Đấy, đã hiển thị được cái fragment 1. Ok chưa? Rồi bây giờ cô muốn hiển thị fragment 2. Thì cái fragment 2 là các bạn có một cái edit text và một cái button. Ok không ạ? Bây giờ cô sẽ tạo nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ new nè. New một cái fragment 2 ha. New nè. Bài 2 fragment 02 nha. Đây, các bạn cũng. Rồi, các bạn extend cái fragment. Được chưa? Rồi các bạn cũng tạo một cái view. Đây, new một cái layout. Đấy, layout resource file đặt tên là bài 2 ship gạch fragment 02 fragment 2 02. Được không? Rồi, cái fragment 02 này các bạn cũng để cho nó là thành linear layout. Rồi orientation. Vertical. Rồi các bạn để padding 16 dp. Rồi các bạn để cho cô là cái edit text nha.
EdTech là để match parent, cái này để là 48 DP. Cái EdTech này đừng quên đặt ID cho nó. Bài 2 Tech, bài 2 là Tech. Ok. Rồi bài button là chiều ngang là match parent, cái này là cũng 48. Ví dụ 50 DP. Rồi cũng đừng quên đặt ID cho nó. Bài 2 button, button. Đấy. Ok chưa? Rồi. Các bạn thấy cái layout nó tương đối đơn giản ha. Rồi, cái này là để wrap content, ok. Các bạn có thể để cái gravity ha, layout gravity. Layout gravity là center, center. Đúng không? Center vertical, thẳng đứng. Center vertical. Đấy, kiểu như thế. Đấy chưa? Center vertical chứ, đúng không? Horizontal. Gravity luôn đi. Ra. Rồi, ok. Rồi. Xong, bây giờ các bạn add cái layout này vào ở trong cái fragment 2 này các bạn. Cũng thế nhá, on create view. Đúng không ạ? View. Rồi, view này, đây là gọi lớp lớp view nha, bằng inflate t.inflate r.layout. By 2 fragment 02 container phones. Rồi. Xong. Rồi, các bạn add cái layout này vào cái activity, copy thôi nha các bạn. Thay bằng frame 2. Cái này cũng để số 2 cho cô luôn. Xong. Chạy lại. Xem đúng chưa nha. Rồi, đúng rồi nha. Layout xong rồi. Bây giờ các bạn có nhiệm vụ là gì đấy ạ? Gõ cái này, nhấn submit. Ồ, cô quên để text nè. Nhấn submit vào đây. Nhấn send ở đây. Thì cái chữ trên này nó đổi. Ok không ạ? Rồi, cô sửa lại cái layout nó bị... Đây, thiếu cái text ở đây ha. Thiếu cái text đây ha. Text. Send ha. Ok. Rồi. Bây giờ viết nha. Thứ nhất là cô đang ở. Thứ nhất là cô đang ở là alo. Có. Các bạn lưu ý là các bạn phải viết code ở các bạn đang đứng ở fragment 2 nha các bạn, nhìn nè, cách coi lại cách tư duy nha, các bạn đang đứng ở fragment 2. Đây. Các bạn phải đứng ở fragment 2. Các bạn nhấn submit. Nhấn send đúng không? Đúng không ạ? Các bạn phải đứng ở fragment 2 nè, các bạn nhấn nút send thì nó mới đẩy qua fragment 1. Vậy là các bạn viết code phải viết ở trong fragment 2. Ok không ạ? Được chưa? Rồi. Từ fragment 2 này hoặc là các bạn ở ngoài activity cũng được, nhưng mà tốt nhất là các bạn đứng ở fragment 2 đi. Rồi. Để truy xuất vào từ fragment 2 mà muốn truy xuất vào fragment 1 thì các bạn dùng cái câu lệnh là find fragment by ID. Ok không ạ? Đấy, find fragment by ID. Đâu? Đây. Find fragment. Đây, find fragment by ID. Đấy, để lấy cái ID của nó. Đấy, lấy cái fragment 2 này nè. Ok. Rồi, cách vừa tiếp theo nè. Còn cái nữa nè. Là cái anh rồi anh fragment 1 nhìn nhá, nó có một cái text view, các bạn phải để nó ở chế độ public để các bạn nhìn thấy. Fragment 01 này có một cái text view. Rồi nhìn nhá, này
Fragment 01 này nó có một cái text view. Thứ nhất là các bạn gọi text view này ra và đặt nó chế độ public. Ok. Vậy thì các bạn khai báo cái text view ở đây. Public text view đi ha. Public text view. Đấy, các bạn để TV text view ha. Đừng quên file view by ID. Đây, text view bằng view chấm file view by ID r chấm id chấm by 2 text. Đúng ạ. Text view by 2 fragment 1. Đặt nó hơi dài dòng. Ok. Rồi, ở bên này các bạn chỉ làm một cái việc như vậy thôi. Khai, tức là các bạn tham chiếu nó và đặt ở chế độ là public, tức là để ông kia ông nhìn thấy. Thực ra là để cung bách khịt thì nó không cần đặt public, để không để gì cũng được nhé, cũng nhìn thấy nhá. Đấy, các bạn cái này gọi là access modifier. Các bạn có public nào, protected nào, default và cuối cùng là private. Đúng không ạ? Rồi, còn ở fragment 02 thì các bạn viết nó ở đâu ạ? Ở đâu cũng được. Thực ra là cô thì hay viết ở là on view created. Đây, nó đảo về view cho các bạn này. Rồi, thứ nhất là các bạn phải tham chiếu. Đây, có hai cái này, một cái là edit text, một cái là button. Vậy cô sẽ viết là edit text. Edit text. Rồi, edit text, một cái là button. Send đúng không? Button send. Rồi. Đây cô để text đi ha. Rồi, ở đây cô sẽ tham chiếu nè. Tham chiếu trên này cũng được. Bạn nào thích thì tham chiếu trên này. Là edit text, text sẽ gán bằng view chấm file view by ID. Nhớ phải có view chấm nha. Để file view by ID không là không được đâu. R chấm ID chấm by 2 text này. Còn cái button send cũng phải r chấm id chấm by 2 button. Đó. Đấy, mình tham chiếu được hai ông này rồi. Bây giờ khi click cái button send này thì mình gán đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ có button send, mình chấm set on click listener. Nếu cứ on click là các bạn phải gọi sự kiện on click của nó thôi. Ok không ạ? Rồi, bây giờ các bạn mới tạo này. Đầu tiên là các bạn tạo cái fragment manager. Nhìn nhá. Đoạn code này nè, cô giải thích nè. Các bạn đang ở trong fragment thì các bạn không gọi được support fragment. Ngay dạng chỗ này nha. Đây, fragment manager, chờ xíu nè. Đây, các bạn nhìn nè, fragment manager. Manager. Anh này đúng không? Fragment manager. Đúng ra nó phải viết như này các bạn này. Bằng get fragment manager. Đúng không ạ? Cái này nó vẫn chạy nhá. Nhưng mà các bạn thấy nó có cái gạch ngang không ạ? Cái gạch ngang này á là nó báo hiệu các bạn nó là một cái delicate, tức là nó là một cái là cũ rồi. Một cái method đã cũ rồi. Thì hiện tại là các bạn phải nhìn nè, các bạn phải dùng cái get support. Đây, get support manager. Nhưng các bạn thấy get support manager có không ạ? Không có. Cái get support manager nó chỉ dùng cho activity thôi. Có nghĩa là ở ngoài activity các bạn sẽ nhìn thấy. Nghĩa là cái bài 2, đây, bài 2 activity này sẽ nhìn thấy. Nó sẽ thấy được cái hàm get support manager. Nhưng ở trong fragment không thấy. Đúng không ạ? Rồi, một cái này rất quan trọng này, nghe nè. Ở fragment có thể gọi, tức là nó ở trong đúng không ạ? Fragment là đặt phía trong của cái activity đúng không ạ? Đấy nhá. Có phải là cái fragment này có phải đặt trong, ngoài này là một cái activity đúng không ạ? Thì cái fragment này nó đặt trong activity. Thì các cái fragment này muốn gọi tới activity thì nó dùng cái hàm get activity. Thì nó lấy được cái activity chứa nó.
Vậy tôi muốn lấy được cái activity này, là cái bài 2 này, thì tôi phải dùng cái hàm là get activity. Get activity. Đây. Cái hàm get activity nó trả về chính cái bài 2 activity này. Rồi ngoài ra nó có một cái hàm nữa. Đây. Để nghe các bạn nha. Activity. Đặt tên là gì ạ? My activity bằng get activity. Có nghĩa là cái get activity này nó trả về một activity. Và activity này chính là cái bài 2. Đó. Rồi còn một cái nữa này. Còn một cái hàm nữa là context. Context. Get context. Cái hàm get context này nó trả về context như context nào? Nó chính là bằng cái bài 2 chấm đít. Bài 2 activity chấm đít. Activity thì nó là activity, còn activity chấm đít là context. Hiểu không ạ? Đấy. Vậy các bạn muốn lấy context của cha, tức là đang ở fragment, muốn lấy context của cha thì dùng hàm get context. Muốn lấy cái activity của cái thằng bài 2 đó đang chứa cái anh mà fragment các bạn đang đứng đây này, thì các bạn dùng cái hàm get activity. Hiểu không ạ? Cho nên cái support, get support fragment manager nó chỉ có trong activity. Thành ra là các bạn dùng cái hàm get activity để lấy cha nó. Xong để các bạn mới chấm get support manager. Support thì ok. Thấy không ạ? Đó. Là ok. Thì nó không bị cái gạch ngang này nè. Tại vì nó ngày xưa cái version cũ là dùng cái get fragment manager cho fragment. Nhưng bây giờ nó đã cũ rồi. Cái hàm đấy không dùng nữa. Nhưng dùng nó cũng không lỗi đâu, nó không bảo lỗi nha các bạn. À, nhưng mà nó chạy có thể không đúng. Ok không ạ? Nó bỏ. Nhưng mà nó không phải bỏ hẳn nhá, nó vẫn còn. Nhưng nó để gạch ngang. Hiểu không ạ? Rồi. Sau đấy các bạn phải lấy được cái fragment của cái ông trên. Đây, nó phải lấy được cái fragment của ông này. Muốn lấy cái fragment của ông này á, thì các bạn dùng cái hàm là find fragment by ID để lấy ID. Cái ID là cái mà chứa nó, chứa fragment nhé. Đó, frame chứa fragment. Được chưa? Rồi, mình lấy nào. Nhớ ép kiểu nhé. Tại vì nó trả về fragment thôi, còn bạn phải ép kiểu nó. Rồi bây giờ nhé. Fragment by 2. Fragment 02 nè, cô muốn trả về 02. Fragment 2 nè. Gán bằng nè. Fragment manager chấm file fragment by ID. Lấy r chấm id chấm fragment 1. À, cái này trả về fragment 1, sorry. Cô trả về fragment 1 nha các bạn ơi. Fragment 1 nha, tại vì cô muốn lấy fragment của ông 1. Ok, cô nhầm nha, lấy cái fragment 1. Rồi, ok. Thấy lỗi không ạ? Thấy lỗi không ạ? Lỗi vì sao ạ? Chưa ép kiểu, đúng rồi. Lỗi chưa ép kiểu. Về chỗ này các bạn ép kiểu về thành bài 2 fragment 1 là hết lỗi. Được chưa? Cái này là ép kiểu về nhá, cho nó cùng kiểu. Cái này nó trả về fragment rồi, nhưng nó không biết là fragment nào. Thì mình ép kiểu nó về anh fragment 1. Rồi xong ạ, lấy được fragment rồi thì tôi truy xuất tới cái text view thôi. Fragment 1.text view chấm set text. À, lấy cái set text cái nào ạ? Cái edit text này lấy xuống nè. Đúng không? Lấy cái edit text này xuống. Chấm get text chấm to string là xong. Rồi chạy thử nha. Cái trong này cái khó hiểu nhất chính là cái get activity. Được chưa? Là các bạn không biết ồ tại sao lại có get activity đó. Và ngoài get activity các bạn có cái hàm get context để lấy được cái context của nó. Hiểu không ạ? Ừ. Rồi các bạn thực hiện thôi. Cái này là các bạn gì đấy ạ?
Hello world. Hello everyone. Nó bị tiếng Việt nè. Tức ghê. Đấy. À ừ. Này sao mắt nó khác ghê. Nó được cái đề tài. Đã chưa? Hello everyone chưa? I'm fine. Ok. Ok chưa? Được chưa? I'm fine, thank you and you. Được chưa? Đấy, thì thế thôi. Đó. Rồi, dừng nha. Rồi.